quá ngon anh em ạ. Thôi. Quá ngại. Thế luôn anh em. Ăn là có khổng hiệu quá nè. Khai khai mồi mắt để khai nữa đây. Xịp ăn khổng hiệu mà đấy. Ông làm tuổi nữa. Bà hè đu làn bà bò bà hờ chứ khai xe mệt đó đi. Ai kinh mái nữa không bỏ lại bắn không? Thảo phải hứa đấy, bỏ hay ham bỏ hơi mái. Bỏ nữa đấy. Mưng mi mi đã. Hồ sơ giấy tờ vật liệu. Ui nó mới có ô cưới á ba. Thương mại Đức an toàn tuyệt đối cho khỏe con người và môi trường. Có mày so ba. Ừ mày so con bầu đó. Cái con đấy ông con đấy. Có mày khó làm không? Để bên đâu ấy có mày khó làm. Men tuyển si. Khai bên bú mà chứ khửn bát nó đâu ông này bí. Thế cái này kì đạ. Bí đứng bê à? Đó, đó kỳ phí này, tức này này. Sám phí, tức này tắt. Ô nọ. Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình. Hiện tại Đức đang có mặt tại một cái cánh đồng thuộc xã Trình Bông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đấy mọi người. Hôm nay là ngày thứ 6 và hôm nay mình sẽ đưa tất cả mọi người đi khám phá chợ phiên ở trên này. Và chợ ở trên này thì sẽ được họp vào buổi sáng thứ 6 hàng tuần nhé mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở đây vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng theo mình đi sang bên chợ bên đằng kia để cùng khám phá chợ phiên ngày hôm nay có những gì nhé mọi người. Đây, kính thưa quý vị, anh chị thân mến, thì hiện tại mới anh em mình đã có mặt ở đây vào lúc sáng sớm. Đi hơi sớm một chút cho nên là bà con người ta cũng chưa kịp dậy để đi ra họp chợ. Cho nên là mấy anh em sẽ tạm thời lên trên này để ngắm view trước nhé mọi người. View ở trên này nhìn xuống thì thôi rồi luôn, mê luôn anh em ơi. Phải nói là mảnh đất Trình Bông mà có những cái phong cảnh rất là tuyệt vời luôn. Đó, và chợ sẽ là ở phía đằng trước chúng ta nhé, thẳng chỗ cột điện này sang. Rồi bây giờ mình sẽ không luyên thuyên nhiều nữa, xin mời tất cả mọi người hãy cùng xuống chợ với mình nào. Vâng, kính thưa quý vị anh chị thân mến, thì hiện tại là 7 giờ sáng rồi và trời cũng đã hưởng nắng rồi. Đấy, con đường trước mặt của chúng ta cũng đã dần dần gần như là kín người đi chợ rồi mọi người. Đây. Và phía trước chúng ta sẽ là trung tâm chợ phiên thuộc xã Trình Bông. Hiện tại thì bà con đi tham gia họp chợ cũng khá là tấp nập rồi. Có những người cũng đã mua sắm được những cái món đồ mà mình yêu thích và cần thiết để đi về rồi. Còn có những người thì bây giờ mới di chuyển đến thôi. Bởi vì sáng sớm thì có người người ta sẽ dậy muộn và có người người ta sẽ dậy sớm. Bà xe chất lừ luôn. Đây mọi người, ở phía ngoài này cũng có hàng quần áo rồi đồ gia dụng các thứ đầy đủ, giày dép. Đấy. Và chúng ta đã tiếp cận đến cổng chợ rồi. Đây sẽ là wow, hàng thịt này. Hàng thịt. Và phía bên đằng này sẽ là cổng chính nhé mọi người. Đấy. Chợ trung tâm xã Trình Bông, huyện Thuận Châu. Đấy. Ô, nhà này không có ô thì tí nữa thì thôi rồi nhờ. Khô nắng đấy. Đây mọi người ơi, ở phía đằng này nữa. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi
dạo một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết lại những cái mặt hàng nào cảm thấy nó đặc biệt hơn chút nhé mọi người. Không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bên này là phía hướng sang bên Thuận Châu. Có xịt muối. Và xịt muối nhưng mà chỉ có chai to thôi. Chỉ có chai to. Chúng ta sẽ quay trở lại bên này. Chai to này là 75.000. Đó. Con có phát cút 25.000 đô, giảm có 2.000 đô. Ý anh chị đấy. Ý hậu cơ máy đấy, dù cơ máy. Cái này là gói đủ, gói đúng lại nha. Không phải gói 3 lạng đâu, gói 5 lạng. Em dạy chị này là mình đi cửa chơi 5 lạng con á. Nếu mà gói 3 lạng. Ai giúp bạn thằng đi. Đúng bảo có những gói 5 lạng. Ú, ý anh nô. Khay muối mà nó ý đấy quá. Chôm nong chẳng ao bay kín đi. Phát cút pin nong ơi. Sướng nhờ. Có cả không hiểu á. Sướng nhờ. Ăn nó có không hiểu quá nè. Khai khai mồi mắt đấy khai nữa đấy. Xịt bắn. Cơm hiểm mà đấy. Còn bình thường á. Đây, quả dứa. Chị ơi, cái này tí nữa mình có gọt không? Chị có gọt được cho em không? Có gọt, bao mít nó hả? Nhưng mà gọt vẫn là bao mít mà. Bao mít hả má? Nè cứ bay hơn chẳng gọt đi hà ơi, chuột cái khám chứ cắt kim bay luôn này. Em đưa vào mít mà vậy, em đưa vào mít quả ớt này nế khai y khai khai phô mè á dạ ớ chứ khai có nông các bạn mới khai phô mè khai quá đi quá khai này em đưa phải em đưa đấy em đưa có tập cua em hả? Cái này tập cua đây. Cái này tập cua ở cái nào đấy? Hoàng hai nghìn năm rồi cô đi. Cái này em lo dù cứ nát hoàng không đâu vấn đề cô em lo á. Chắc đi bất bất chữ cái này, làm bất chữ cái này. Nòng đua em mất thủy đi. Cái tập cua khai nữa đi. Cho ông làm tăng ao nữa. ไปตำ ออส นอน มักไก่ง ต้อง ลาน อ่ะ มักไก่ง น่อ นี่ กึด อี หมา เอ้ย มา ดิ หมา กว่า 10 ตัน แล้ว ดิ กัน เอา กระ ดิ กัน อ่า ถูก กัน นะ ฟัง กึ เอ็ม ซา เตื่อง ทัว มา นะ เอ็ม ซา ก็ ไป นั่ง เลย เอา มา ขาย เอ็ม ซา หน่อย น่ะ หมา น่ะ ก็ เอ็ม รู้ จะ มา ต่อน ผม ได้ ค่ะ ขาย เป็น เก่า แล้ว นี่ แหละ น้อ นี่ แหละ น้อ เอ็ม ซา นะ เอ็ม จะ เอา มา ขาย เอ็ม ซา มั้ย นะ Y nó bói, y là nó bói đây, y nó bói nuôi lương này, y là nó bó. Xin mà. Nó ba kim đi bắn nó cái này. Cái bảng không biết chưa hô cái đấy. Mà tành neo cần xịp bắn à ơi. Tám mình chơi còn nữa. Bố hô cái này. Ôi đúng là 22 cho bố em. Cuốn thế là nữ sở lòng nó 22. Bên hình đây ha. Ô tôi thọ. Con thỏ này. Thỏ này cái gì chứ? Đáng yêu thế nhở. Cái này mang bán giống được quá. Anh bán chú. Bán giống được quá. Có cả gà con, vịt con, dưa chuột các thứ đầy đủ. Cái gì cũng có mọi người ạ. Không thiếu gì luôn. Đấy, thanh niên đi chợ về rồi. Đây anh chị ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía đằng cổng chính nhá. Em mới gắn hả? Đó. Đây, hai bên đây sẽ là hoa quả này. Đẩy một cầu sạch. Nắng rồi chị nhờ? Nắng rồi. Nắng rồi. Nắng lên rồi. Nó không độc hại đâu chị, có ở gần đây không? Đây. Đây sẽ là chợ chính nhá. Nắng hết lên rồi đây này. Anh đi chợ à? Ừ. Nắng lên cái gì tươi tốt lên rồi mọi người. Cái này mua được cái gì sẵn luôn. Cái này nó là hàng thích hợp.
Bên đằng trong này sẽ là những cái hàng thịt vô cùng ở trong cây lớn nhất mọi người. Nhưng mà mình sẽ đi lòng vòng ở ngoài này trước. Hello bạn, giờ này vẫn khỏe chứ? Khỏe đó. Ừ, khỏe đó quá. Ờ, tranh thủ với in chơi nói nưng. Đặt hàng nhá. Đây mọi người, các bạn trẻ đi chợ này. Ôi rồi, này bé này mua bánh này. Đấy, thêm một túi thôi à? Thêm mấy đứa kia không mua à? Hay là đi cùng nhau? À, ngại. Đấy, chúng ta sẽ đi lòng vòng một chút nữa. Hôm nay chợ nó hơi bẩn mọi người ạ, tại vì mưa ấy, toàn bùn với đất thôi. Đây. Đây, hàng gia dụng, nồi niêu xoong chảo, bao bùng, ui, đủ thứ, không thiếu gì cả. Đây, phía đằng trong này. Ôi đứng chỗ này mát thế. Ở ngoài kia nắng quá mọi người. Nắng nôi kinh khủng luôn. Nắng vào buổi sớm này nó kiểu như mình đang đi nó lạnh lạnh rồi ấy. Bây giờ nó nắng lên rát kinh khủng. Nè bị nóng đó, em thảo khai trương phụ tay té cháu bằng lại mà tao khai khai bướn khai cho kênh mà khai càng thảo xanh kiểu càng khăn đẹp láo xin đi em pha ơi mắng chàng bà hay em cái này ôi tê đấy tớ cháu em phủ ồ hình mà đen nọ. Đây này mọi người, cái khăn piêu này. Đấy, khăn piêu được làm thổ cẩm của người Thái nhé. Rất là đẹp. Đây, bà chuyên cung cấp những cái mặt hàng thổ cẩm cho người Thái để về dệt khăn này. Đấy, đây đủ. Ui, cái ngân hào em á. Đây, làm len đấy. Đây. Đồng xu ngày xưa đấy mọi người. Bạc này. Đấy. Đây là cái nhỏ, đây là cái nhỏ nhất quá. Nó phải ăn nhất. À. Anh phải cho mướn lao quay này. Bị ma xin này, là bà xin này. Làn phải bữa mít thời gian má phải quay mở cấp ăn đám cưới vô. Em chẳng ba rồi. Phải hiện hưởng chân đâu đây. Hưởng đó ba. Có pì lại đó ba. Làn nó phải quay trơn. Ăn quá. Mẹ nó bắt đầy răng. Khai răng răng lắm. Xin nó khai màn em nam ơi. Làm phải im chờ còn đây. Ngày trước mình đi chợ phiên thì hầu như tất cả bà con anh em đi bán hàng chợ thì khá là quen thuộc với cái khuôn mặt của mình rồi. Đây. Ao mến đôi phải hơn đấy quý. Ế cưới hay bảo hàng quán nọ. Đây. Đây rồi. Chợ đây. Khá là đông vui đấy mọi người ạ. Chợ tuy hơi chặt hẹp một chút, hơi bé một chút nhưng mà được cái là rất là đông vui. Để dẹp. Là những dòng sản phẩm sinh học hữu cơ. Đây ông bán cái chõ đồ sôi này.
nguyên liệu hoàn toàn từ y rất may hàng đấy không? Có đầy đủ hồ sơ giấy tờ nguyên vật liệu. Ui nó mới có ổ cưới á bác. Thương mại Đức sữa an toàn tuyệt đối cho khỏe con người và môi trường. Có mày so ba. Ừ mày so mày bầu đó. Ít con đấy không? Con đấy. Lòng mày có làm. Có mày có làm không? Ồ. Thì bên ông ấy có mày có làm. Men tiến sĩ. Thay bên bú mà chứ khẩn bát nó đâu ông này bí cho cái này kia đạc. Mua một thì bé là bí. Bí đứng bé à? Đó, đó kỳ bí này, cái này này. 3 tí chứ lại tắt. Bô nổ. Lán nó có thả đấy nổ. Lán bật xuống bô đó nữa. Ờ. Với cái lán này, cái mất xưa hôm nay nó phải dết luật vậy nè. Cái chữ hưởng hình mà. Bên bú bê cái này. Ờ. Điều hứa lán của bố mi lín em á. Cái mi xuân. Cái mi hay sang. Ở bên ăn bê tông xí la bá. Chứ bất nhang có nổ không nổ. Cái ơi, trong đấy nước rằng rồi, cám ở đồng đấy. Đây, quý vị anh chị ơi. Mua rau dớn về ăn. Ngon lắm. Này về nộ thì thôi rồi luôn. Bao ngon. Tớ phù mới nhanh hả em? Cám anh chạch bà hà lan đó. Ờ, lan tuyến nè. Ừ, bà hè đu lan bà bò bà hè chứ khai xe mít đó đi. Hãy kín mái nè, không bỏ lại bắn nó. Bảo, phải hứa đây, bà hè hạt bò hơi mái. Bỏ nó đây. Mái tươi bằng mi đá. Lan bà mi mi đá. Bù mà do đi thì mái tươi bà bói. Xin chào à. Hãy xứ đến. Chào kì khẳng mẹ ăn. Tươi xịp bắn. Chào kì khẳng mái. Ờ, nuối nưng. Đưa hà lan nuối ra chép chép nó. Nó liều mất từng cái phí quần lông quá, sao quả nó. Bớt chép bắn cần kì đấy xem mất ở tập phu ở đây đi thế. Cú na hả? Cú na đấy ạ. Chép cú na nọ. Chép lò phải tắm cánh nào. Cú na cứ phùng lập. Cú na cứ phùng lập đấy nè. Cứ tiếng ngay tiếng lá xong chẳng biết nè. Bạn cứ bảm ta hả? Nèo xa ý, con trai xa khá xa ý. Bói ý. Cái tay 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 khẽ ý được quá ý. Ừ. Ý muốn vào xin chừa mà hả? Bố. Vào xin chừa. Xin chứ kẻ hả cắn xô nè. Cứ cót không ấy ý. Có thằng mưa ấy bố phải mà kêu cái đi. Điều hôm ăn nà nà nó, y bố điều vàng cái lại cái này. Mà yên, bố phải má phải kêu cái này, bố phải má phải kêu. Y má tay nó cú rồi nè. Không nà. Cái sổm bàn ra lan xuống này, bố hòn bàn cơ má kêu hốc. Ừ, sổm cái lan bố má kín cơ đó. Sổm bàn ra lan thôi. Cái bây giờ nhà vệ sinh. Nha, bố đất ngay, nà hô đi nụ xà lắm, nụ xà hát nữa. Hai mà ớt cóc hai tỏi năng nhủ mùa tươi tươi chứ các bạn. Cần bói nhủ mùa tươi là khó sắp đi non á. Anh yên đó, ta kín đợt chớp bay là lên con má chớp má ta lạc má với này. Đây ăn quả dứa này cái vỏ của nó đẹp lắm. Cái này hỏi đi ba tăng với. Bữa ăn không làn mí đâu. Ngoá xì xòm mí đâu. Anh yên nó có bé má kèo. Cái đây, ơ mắt có bé má kèo. À đây nhé mọi người, thì bây giờ mình cũng đã đi một vòng chợ rồi. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên đằng trong một cái góc chợ cũng như một cái quán phở ở đây để thưởng thức thử phở trên này như thế nào. Nghe mọi người bảo thì đây, đặc biệt ông đây bảo là ăn ở đây rất là ngon, cho nên là mình sẽ vào đây ăn thử nhé mọi người. Mấy ông mất kiến khảo trong có làm cả đấy. Ông mà xin tên mướn tên. Đây để vâng vâng vâng, cảm ơn ông. Đây. Ở đây anh ơi. Ăn gì nhỉ? Có miếng gì? Có cả bún và phở. Ăn phở đi. Bún ăn nhiều rồi. Thử phở trên này xem như thế nào. Cái gì đây món ngon không á? Đây các bạn. Hôm nay thì ba anh em tôi sẽ đi in một cái ơi, cuối nè. Hello. Ăn phở nhé mọi người. Xin chào cả nhà. Lo kiểm đến từ chết con này anh. Buổi nọ. Chết cho con đấy. Chết ai nữa? Mắn quẩy hình. Muốn có hoa lo à chính. Có lo đấy. Lo chính đến từ buổi nọ nốt. Đây, ba anh em ăn phở này. Phở chợ phiên nhé mọi người. Rồi xin mời tất cả anh em ăn sáng cùng ba anh em mình nhé. Này phở bát sứ chứ không phải gọi phở bát đá. Bát đá phải ra viện nha. Ui. Xin mời ở nhà nhé. Nóng hổi cũng được. Cái này là cái gì đây?
Ui, bó phở thành áo bún luôn đấy. Nó bảo ăn phở mà sao biến thành bún rồi này. Anh em tôi gọi phở trong cuộc chủ quán biết là những nghĩ tưởng mà đây bún cho anh em tôi. Cái này làm bát đặc biệt luôn. Chẳng biết đúng không? Có cả bò, có cả mọc. Ê, mới bên nào kiếm có quẩy nữa. Ăn phở trứng bôm nhé anh em nhé. Xin mời tất cả mọi người nhé. Được đấy các bạn ạ. Ngon đấy. Khá ok. Bộ. Được đấy. Khép nữa. Khép nữa chất phòng á. Bún cải đang đói này các bạn. Ăn cái này ngon lắm. Bún đây bạn. Rồi. Bữa đó phết đi nổ. Giờ mình phết đang ở phun đấy. Thử cảm nhận phở trên bôm như nào em? Ngon lắm anh ạ. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên ăn đây. Không có gì để, không có từ gì để miêu tả luôn. Quá ngon. Ăn như ăn bún đấy anh em ạ. Mình cứ tưởng mình ăn bún. Mình cứ tưởng mình ăn phở hóa ra là ăn bún. Bảo sao ăn giống bún thế. Đây, xin đơn phải sửa tổ bổng ngàn mà sáng nổ. Sáng phở kiếm kiếm. Cắp phở kiếm. Cả bao. Sau một hồi múa mây quay quần thì mấy anh em chúng tôi đã ăn hết rồi. Mong sao chủ quán sẽ khi nhìn thấy cái clip này sẽ vui. Kiểm cho cái đánh giá cái nào. Bún ăn thế nào? Nói chung là vào tận trong này thì có quán bún ngon như này là hơi bị ok đấy các bạn ạ. Rất chỉ là ngon. Cảm ơn Kiểm nhé. Còn chính thì sao? Em thấy thế nào? Ở đây ngon lắm anh ạ. Nói chung là em muốn ngon. Đồng chí này cũng bảo ngon nhé. Cô này còn còn thêm miếng nữa đây. Cô này uống luôn đi. Nhấc bát lên ô. Nốt đi cho nó phấn khởi. Chủ quán người ta xem người ta còn cảm ơn, biết đâu sau này người ta chuyển khoản nhầm cho mình thì người ta còn không phải lấy lại nữa, đúng không? Quá ngon anh em ạ. Ô, thôi. Ô. Quá ngậy. Ui giời. Ui giời. Thế luôn anh em. Phải nói ra đặt. Được. Đây. Đây mình thì no rồi mất rồi. Không uống được nữa đâu. Vâng anh em ơi, ăn xong rồi toát hết mồ hôi anh em ạ. Ra ngoài này chói chang luôn. Trời hình như chuẩn bị sắp mưa rồi sao ấy. Thì thôi giờ chợ thì cũng chơi sướng rồi. Quá là ok tuyệt vời rồi. Thì bây giờ sẽ đi về thôi mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị anh chị thân mến. Thì hiện tại Đức với cả Kiểm với cả Chính đi chợ phiên Trường Bôm có mua. Mấy anh em góp tiền mua được quả dứa thôi. Bây giờ chia nhau ăn nhé mọi người. Đây, cho ăn dứa cho mọi người xem. Dứa này dứa bản nhé, không phải dứa ấy đâu. Mời anh em nhé.
Ui thơm lắm. Chiến em nó đi. Cắn đi. Đủ hai em. Đây các bạn. Nay mình với cả anh Đức, với cả thằng em chính mình đi chợ thì anh em cũng góp một khoản tiền cũng khá khá đấy các bạn. Mới mua quả dưa Thái này các bạn. Xin mời các bạn nhé. Thanh phải không? Ăn sướng. Ui dù. Nước. Phê. Quá phê anh em ạ.